Mẹ ơi, tối hôm nay chúng con canh thức thắp nến nguyện cầu, xin mẹ thương đến giáo hội Công giáo trên toàn cầu, và cách riêng chúng con xin mẹ thương đến giáo hội Công giáo Việt Nam. Mà giờ phút này ở La Vang, mẹ cũng đang chứng kiến các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân làm đêm canh thức. Chúng con xin được hiệp thông với giáo hội Công giáo Việt Nam, đặc biệt là tại La Vang, để một nơi nhỏ bé hẻo lánh như chúng con cũng đốt lên được một ngọn nến canh thức mà cầu cho giáo hội được bình an trong lòng thương xót Chúa.